Top 4 mùi hương tinh dầu nước hoa Pháp Nam bán chạy nhất, thơm nhất mọi thời đại. Xin chào các bạn, là Thoa đây. Hôm nay hãy cùng Thoa review 4 mùi hương nước hoa Nam mà thơm nhất, bán chạy nhất mọi thời đại nhé. Để nhắc đến mùi hương nước hoa Nam đầu tiên, đó là Blue by Jubilee. Nếu như mà bạn là quý ông yêu thích sự lịch lãm, cuốn hút thì bạn không thể bỏ qua mùi hương này. Mùi hương của hoa cỏ, của thảo mộc, mùi hương phương Đông này đã làm chinh phục bất cứ chàng trai nào mà khi khoác lên trên cơ thể mùi hương đó. Được mở ra bằng các cái nốt hương như là nốt hương gỗ. Các cái thành phần hương chính ở trong mùi hương Blue by Jubilee đó là mùi hương của các loại gỗ và cam bergamot, hay là các cái nốt hương được đọng lại như là các cái nốt hương của hoa oải hương, hoa phong lữ, những cái nốt hương rất là lịch lãm, thư giãn, cuốn hút, mang cái vẻ rất là đàn ông, rất là cá tính cho các anh em. Cái mùi hương Blue Jubilee không chỉ hấp dẫn bởi cái sự lịch lãm và các cái nốt hương vô cùng cá tính và đàn ông, mà bởi lưu giữ cái mùi hương trên cơ thể của các anh rất là lâu, rất là dài, suốt cả ngày dài luôn. Nếu như mà bạn là tín đồ của những cái mùi hương đàn ông lịch lãm quyến rũ thì chắc chắn là Thoa tin chắc là đây là cái lựa chọn hàng đầu số 1 dành cho bạn mà bạn không thể bỏ qua. Và mùi hương thứ hai mà Thoa muốn nhắc đến ở đây dành cho các chàng trai năng động, thể thao, yêu thích cái sự linh hoạt và quyến rũ thì chắc chắn Allure by Jubilee không thể bỏ qua, bởi vì cái mùi hương này nó rất là tươi mát, sảng khoái và sâu lắng. Mùi hương này mặc dù là những cái nốt hương tươi mát nhưng mà nó lưu giữ trên cơ thể vẫn rất là lâu và rất là sâu. Chính vì thế mà các anh em chơi thể thao, hoạt động ngoài trời nhiều, vận động mạnh, nó vẫn lưu giữ suốt cả ngày dài cho các anh em. Và cái mùi hôi ở trên cơ thể phát ra nó không còn là cái nỗi lo lắng của các anh em khi mà sử dụng mùi hương này nữa. Và có những cái thành phần hương trên cái nốt hương này như là các cái nốt hương hoa cam, hương nước biển, hay là gỗ tuyết tùng, cũng như là xạ hương, những cái nốt hương của nhựa cây LME. Những cái nốt hương này nó mang lại cái cảm giác sảng khoái, vẫn tươi mát, vẫn sảng khoái, nhưng mà nó lại vẫn sâu lắng bởi những cái nốt hương cuối như là xạ hương và gỗ tuyết tùng đọng lại. Chính vì thế mà những cái chàng trai mà yêu thích thể thao, năng động, linh hoạt, vận động mạnh và hoạt động ngoài trời nhiều thì chắc chắn đây là mùi hương mà bạn nên sử dụng và không thể bỏ qua. Các anh em cứ thử sử dụng mùi hương này xem Thoa nói có đúng hay không nhé. Mùi hương thứ ba mà Thoa không thể không nhắc đến dành cho những chàng trai yêu thích sự phong trần, cá tính, bụi bặm và thu hút quyến rũ chính là mùi hương Vip Men by Jubilee. Vip Men có điều gì ở trong những cái nốt hương mà khiến cho các anh em trở nên cuốn hút đến như vậy? Đó chính là những cái nốt hương của cam chanh, mùi hương của gia vị, mùi hương của gừng, mùi hương của rượu vodka, gỗ tuyết tùng, gỗ thơm và gia thuộc được đọng lại bởi nốt hương cuối là khói, tạo nên cái mùi hương rất là ma mị và phong trần, cuốn hút. Nếu như mà anh em nào yêu thích cái sự tự do, yêu thích sự phong trần, cá tính và thu hút thì chắc chắn đây là cái mùi hương mà anh em nên thử, bởi vì có rất là nhiều chàng trai muốn thể hiện cái cá tính mình thông qua các cái nốt hương thì mình thấy cái mùi hương Vip Men này nó vô cùng cá tính, vô cùng cuốn hút luôn. Nó không phải theo một cái khuôn mẫu nào như hai mùi hương trên mà Thoa nói, mà cái Vip Men nó theo cái phong cách riêng của người sử dụng, nó rất là thoải mái, rất là phong trần, gợi cảm. Thoa hy vọng rằng là nếu mà anh em nào mà yêu thích cái sự đổi mới và yêu thích cái sự thoải mái phong trần thì đây là cái mùi hương mà các anh em không thể bỏ qua nhé. Và mùi hương cuối cùng dành cho các tín đồ yêu thích mùi hương gỗ đó là Santo by Jubilee. Mùi hương này rất là nồng nàn và cuốn hút, bí ẩn, thuộc cái nhóm hương phương Đông thảo mộc, có những cái nốt hương đặc trưng là hương gỗ và gia thuộc,
Nên chính vì thế mà những cái người yêu thích hương gỗ rất được yêu thích, và cái mùi hương này rất là nhiều chàng trai mà sử dụng và khiến cho các cô gái cứ thích hít hà ấy. Ngay cả bản thân mình là cũng là người yêu thích hương gỗ, và chồng mình sử dụng cái mùi hương Santo by Jubilee này mà lúc nào cũng chỉ muốn ôm thôi. Và đã có quá nhiều người phụ nữ giống như Thoa, bạn trai đã sử dụng và cũng chia sẻ với Thoa điều này. Cái mùi hương này khi mà đàn ông sử dụng lên trên cơ thể, hòa quyện cùng với cả hương thơm cơ thể ấy, nó tạo ra cái vẻ đàn ông bí ẩn cuốn hút vô cùng luôn. Bởi vì cái hương gỗ, hương gia thuộc và đọng lại một chút khói tạo nên cái chất đàn ông vô cùng tuyệt vời. Nếu như mà bạn là tín đồ của cái mùi hương gỗ này thì Thoa tin chắc rằng là bạn không thể bỏ qua mùi hương này. Hãy tin Thoa sử dụng nhé. Và hy vọng rằng là với những cái chia sẻ về top 4 mùi hương tinh dầu nước hoa Pháp Nam bán chạy nhất, thơm nhất mọi thời đại, thì Thoa tin rằng là các chàng sẽ có những cái lựa chọn về mùi hương yêu thích phù hợp cho bản thân mình. Và chúc các anh luôn mạnh khỏe, trở nên thành công và hạnh phúc hơn, và tạo nhiều giá trị hơn cho những chị em phụ nữ của chúng ta nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký ngay kênh của Thoa.